Hoa thu rồng rơi hoài bên bờ sông lặng. Sẽ vẽ trong ca khúc này thì mình cũng hơi ngại đi xíu bởi vì không biết vẽ như thế nào, lần đầu tiên mà mình vẽ cho một nền nhạc ca cổ, cho nên tiết mục này cũng như là một món quà gửi đến gửi tặng đến mọi người trong tối ngày hôm nay, và mình cũng rất là vinh dự bởi vì tối ngày hôm nay được đứng đây và trình diễn những tiết mục của mình, ba tiết mục nhỏ nhỏ thôi, đó là vẽ tranh lửa, tranh nước và tranh ngược. Hy vọng đây là những bức tranh không những mang ý nghĩa tinh thần cho mọi người xem buổi tối ngày hôm nay, mà nó sẽ mang một ý nghĩa khác, đó là về vật chất để mọi người đấu giá bức tranh này. Và hy vọng và cũng xin cảm ơn mọi người đã xem những tiết mục của mình cũng như là những nghệ sĩ. Xin cảm ơn ạ. Một tay nữa để cảm ơn bạn sĩ trẻ, bạn Hùng Minh. Cảm ơn bạn rất là nhiều.